Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế của Auto Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ điểm qua một số thông tin tin tức rất nóng của thị trường ô tô trong nước với những tin chính sau đây. VinFast tiếp tục chơi lớn, hỗ trợ phí trước bạ không đồng bảo hành 5 năm. Và để đến với tin tức đầu tiên, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất được cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế. Xin chân thành cảm ơn. Theo nguồn tin từ Auto Daily, VinFast tiếp tục chơi lớn, hỗ trợ phí trước bạ không đồng bảo hành 5 năm. VinFast vừa triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt trước bạ không đồng bảo hành 5 năm cho hai dòng xe Lux SA và Lux A2.0. Theo đó, VinFast sẽ hỗ trợ toàn bộ phí trước bạ cho hai dòng xe này từ giờ cho đến hết năm 2020, nâng thời hạn bảo hành từ 3 đến 5 năm và cung cấp dịch vụ cứu hộ miễn phí 24/7 trong suốt thời gian bảo hành. Hưởng ứng nghị quyết 84 nghị định CP của chính phủ, trong đó có việc giảm 50% phí trước bạ đăng ký ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước, đồng thời hỗ trợ tối đa cho người dùng dễ dàng sử dụng xe sang thương hiệu Việt. Từ ngày 4 tháng 6 năm 2020 đến hết năm 2020, VinFast quyết định tặng toàn bộ phí trước bạ cho hai dòng xe Lux SA và Lux A2.0. Cụ thể, trong giai đoạn chờ nghị định 84 nghị định CP được áp dụng, khi người tiêu dùng vẫn còn phải đóng 100% lệ phí trước bạ, VinFast sẽ chi trả khoản phí này thay cho khách hàng. Khi nghị quyết 84 có hiệu lực, người tiêu dùng sẽ được giảm 50% phí trước bạ. VinFast sẽ hỗ trợ chi trả 50% còn lại. Như vậy, kể từ khi ngày 4 tháng 6 đến hết năm 2020, khách hàng mua xe VinFast sẽ được tặng toàn bộ lệ phí trước bạ. Các chi phí này sẽ được trừ trực tiếp vào giá xe. Chương trình ưu đãi đặc biệt trước bạ không đồng giúp khách hàng có thể tiết kiệm chi phí lăn bánh lên tới 223 triệu đồng một xe, tùy theo áp dụng mức lệ phí trước bạ 10 và 12% tại các tỉnh thành. Bên cạnh trước bạ không đồng, VinFast cũng công bố chính sách bảo hành đột phá dành riêng cho dòng xe Lux. Theo đó, kể từ khi mùng 4 tháng 6 năm 2020, thời hạn bảo hành của Lux SA và Lux A2.0 sẽ được nâng từ 3 đến 5 năm hoặc 165.000 cây số, tùy vào điều kiện nào đến trước, áp dụng cho tất cả các dòng xe VinFast Lux đã mua trước thời điểm này. Cùng với đó, VinFast sẽ cung cấp dịch vụ cứu hộ 24/7 hoàn toàn miễn phí trong thời gian bảo hành. Về hệ thống dịch vụ, VinFast cũng sở hữu 54 xưởng trên toàn quốc. Dự kiến đến cuối năm nay, VinFast sẽ có mặt 63 tỉnh thành, trở thành hãng xe duy nhất có hệ thống xưởng dịch vụ phủ rộng toàn quốc. Chương trình trước bạ không đồng bảo hành 5 năm được áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác đang được VinFast triển khai, như miễn lãi vay 2 năm đầu tiên cho khách hàng mua xe trả góp, hỗ trợ thêm nếu khách hàng thanh toán ngay 100%, đổi cũ lấy mới tặng thêm 50 triệu đồng, sử dụng voucher được tặng khi mua nhà Vinhome để mua xe VinFast, hay miễn phí gửi xe 6 tiếng một lần tại cơ sở Vincom, Vinhome trên toàn quốc. Vừa rồi là cập nhật tin tức thị trường ô tô xe máy trong nước cũng như là quốc tế của Auto Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video clip này của chúng tôi. Nếu có bất kỳ đóng góp ý kiến nào, xin vui lòng comment bình luận ở phần phía bên dưới video clip. Nếu như các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi có nhiều ý nghĩa và bổ ích, thì đừng quên bấm like và share video clip này. Nếu như chưa đăng ký theo dõi thì hãy nhấn nút đăng ký theo dõi ở góc phải màn hình để nhận được những video clip mới nhất về các trang tin tức, đánh giá xe cũ, xe mới của Auto Việt Nam nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.